Chứ quý vị có vừa có 8.000 đô mà vẫn vừa có nhẫn hột xoàn là quý vị ăn cắp rồi. Nên những người đi vượt biên á, thường thường á, là phải xài cái phước của mình. Mà mình đi cùng các tàu nào người ta có phước, người ta cầu nguyện nó được liền, nó suôn sẻ hết. Có nhiều khi phước của mình hay phước của ai trong đống nó mình không biết. Mà nếu người nào mà không bảo đảm mình có phước hay không á, tại ở Việt Nam mình là khô rách áo ôm, đi xe ôm, không có tiền nhiều lắm, tiết kiệm được mấy lạng vàng là chi hết, không có tiền. Đi thì lúc đó phải làm gì, mình không bảo đảm cho nhiều người đó, mới phát nguyện, xin nguyện cho con mà đi vượt biên được, con sang bên đến Mỹ, con sẽ tới chùa cũng dường bao nhiêu tiền, hoặc là con sẽ cạo đầu, cạo tóc mấy tháng, hoặc là ăn chay mấy tháng gì đó. Có không? Tôi biết có nhiều người tự nhiên thấy chùa tới, muốn sao cạo đầu đi tu hả? Không, không phải đi tu. Này, tại con đi vượt biên, trước khi vượt biên, con phát nguyện là khi mà qua được đến bên này thì cạo đầu, ăn chay tháng. Tức là mình xin credit, mình không đủ tiền. Có biết không? Quý vị bên này Mỹ nó cho mà, phải không? Mình không có đủ 8.000 phải không? Ok. Thế thôi, để bỏ ra 3.000 thôi. Nhưng mà 5.000 kia là trả credit, trả góp. Phát nguyện. Không, phát nguyện nếu mà mình chưa có đó, thì mình phải phát là bây giờ tôi chưa có, tôi sẽ làm để bù cho cái đó. Tức là thí dụ như là phải lấy cái thí dụ này là phát nguyện và những trường hợp và những người bây giờ thì trở lại con người này họ không hiểu. Khi mình có phước đó, mình xin cái gì đó thì cái đó nó có thể ra mà cái phước mình nó mất. Và trường hợp mình không có phước, mình vẫn có thể xin được, nhưng mà mình hứa là mình sẽ làm, nếu mà nó ra được cái đó thì tôi sẽ trả sau. Con kia trả trước liền rồi, con này chưa được trả sau. Và mấy người ở trên gian cũng bắt cá hai tay, được mới trả, được nếu mà không được xù luôn, quỳ trốn. Thì thường mấy người đó phát nguyện sao, nói khi nào mà con vượt biên qua đến Mỹ là qua tới đâu rồi đó thì con sẽ ăn chay tháng, rồi cạo đầu 3 tháng, và tới chùa làm công quả 2 năm gì đó, có hiểu không? Đó, thì đó là một loại engagement, mình phải commit. Tôi không được cái đó, tôi phải, bây giờ tôi muốn cái đó nhưng mà không biết có đủ phước không, nhưng mà tôi hứa là nếu được tôi sẽ làm cái đó. Thì bên trên nó nói ồ cái đứa này có bộ, thôi nó không có thì nó muốn vay nó trả góp thì cũng được. Thế giờ cầu nguyện là gì? Cầu nguyện tức là mình gieo cái nhân mà mình chưa làm hết. Cầu là mình phải gieo cái nhân, mình mong muốn, mình xin, mình mong muốn cái điều đó khởi trong cái ý của mình, tức là gieo cái nhân vào A là gia thức, A là gia thức của mình nó chứa trong đó. Rồi nguyện đó, là mình phải thực hành, tức là mình tưới tẩm, mình đưa những cái nhân duyên đầy đủ vào trong đó. Thì khi mà nó ra cái kết quả được, đó là sự cầu nguyện được linh ứng, được đáp ứng. Cầu nguyện nói chung là gieo nhân vào A la gia thức, và khi cái sự cầu nguyện đó nó được đáp ứng, nó hiện ra, thì đó chính là kết quả hay là sự chín mùi của tất cả những chủng tử như mình đưa vào, chín mùi đó trở ra. Nên cái sự cầu nguyện đó là phải luôn luôn nó hợp với luật nhân quả. Cầu nguyện của đạo Phật phải luôn luôn hợp với luật nhân quả, cho nên không thể đứng nói cầu nguyện khơi khơi được. Đức Phật bác cái đó, cầu nguyện khơi khơi là không có thành. Trong kinh Nikaya Đức Phật cũng có nói là có nhiều người không có hiểu cái đó cho nên nghĩ là Phật bác sự cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện nó có mà phải hợp với nhân quả thì được. Như nãy giờ thầy giảng quý vị đó, quý vị thấy có lý không? Có những cái vô lý là vậy, là trong kinh Nikaya Đức Phật có nói, có kinh có nói rõ ràng là các vị Bà La Môn thời đó họ hay cầu nguyện lắm. Tại Bà La Môn họ cái gì cũng cầu nguyện đó. Ai cảnh gì cũng tới hỏi họ cái họ cầu nguyện. Thì Đức Phật mới nói sự cầu nguyện của các ông không có thành. Thì Bà La Môn bực mình, nói trời ơi, tôi cầu nguyện, tôi là quý vị cần gì nói tôi là tôi nói bên trên là cho liền à.
mà bà la môn nào mà cầu mà cho liền á, quý vị phải trả tiền nhiều cho ông đó, phải cầu linh. Quý vị tới cầu bà la môn nào mà không thành á thì không trả tiền, ông cầu không có linh. Đức Phật mới kêu cái bà la môn nào, rồi Đức Phật kêu ra cái giếng, kêu cái giếng. Đức Phật cầm một cục đá lệ xuống cái giếng, rồi Đức Phật nói mấy ông làm ơn đứng trên này cầu nguyện cho cái cục đá nổi lên giùm coi. Bà la môn nhìn nhau lắc đầu, nó cho ông có khùng không, cục đá nó nặng vậy mà ông bảo tôi cầu nguyện sao nó nổi nổi, ông nổi lên được không? Rồi Đức Phật nói vậy hả, ông cầu nguyện cũng được hả? Rồi thôi được rồi. Đức Phật nó lấy dầu, quý vị nói dầu gì, dầu gì cũng được á, dầu ô liu, dầu mè, dầu dừa gì đó, Đức Phật đổ xuống cái giếng. Đức Phật nói mấy ông mà đứng trên này nè, mấy bà la môn làm ơn đứng trên này nè, mấy ông cầu nguyện dùng cho cái dầu này nó chìm xuống dưới đáy được không? Mấy ông bà la môn làm gì? Thế cũng nhìn nhau lắc đầu, nói trời ông này ông hỏi gì kỳ cục vậy, dầu nó nổi lên đến nước làm sao mà cầu nó xuống được. Thì Đức Phật cũng nói cũng vậy, các ông đó, nghĩ rằng mình cầu nguyện được cái này cầu nguyện được cái kia, nhưng mà các ông, chính các ông nói đá nó nặng thì nó phải chìm, các ông cầu cách mấy nó cũng không nổi lên, mà dầu nó nhẹ hơn nước, các ông cầu cách mấy nó cũng không có thể chìm xuống được. Thì người nào làm ác đó, thì họ gặp cái quả nó như vậy, thì các ông cầu cách mấy nó cũng không có được. Đó, quý vị thấy không? Đức Phật thời xưa Đức Phật dạy hay lắm, nhiều khi Đức Phật không có nói tiếng mấy đồng hồ như này đâu. Phật kêu ra mấy người thích cầu nguyện, nó ra đây, ra đây, chỉ xuống cái giếng đổ để đa cá tùng nó cầu đi, không được, lấy dầu đổ xuống nó cầu đi cho chìm cũng không được. Rồi xong bà chú pháp xong rồi hết 5 phút. Thời nay tại chúng sinh đó, trong đầu có sạn nên phải nói mấy tiếng đồng hồ, nói suốt ngày luôn vậy, nói vậy mà nhiều khi chưa hiểu nữa. Nên cầu nguyện của đạo Phật đó là phải hợp với là thành quả, đó là nói về cầu nguyện. Những người chúng ta đó, thì khi mà trở lại, quý vị nhớ cầu nguyện không phải cầu xin, cầu xin là cái đó là hạng bét rồi, không có cầu xin, phải cầu nguyện, tức là hạng trung bình, hạng thấp nhất là cầu xin thôi, lên khá mức là cầu nguyện, tức là 50-50, cầu xin là chỉ ngồi đó xin 100%, còn cầu nguyện đó là biết tham gia 50%, là hạng trung rồi. Hạng cao hơn nữa đó là hạng nó không có cầu, hạng đó chỉ có nguyện thôi, có nguyện. Tôi là không có cầu luôn. Thì đó, thầy giới thiệu với quý vị đó, sơ sơ ba ông thôi. Là ông tên là A Di Đà, ông Quan Thế Âm Bồ Tát, ông hay bà cũng được, và lại ông Phổ Hiền. Đức Phật A Di Đà đó, ngài không có cầu nguyện, ngài nguyện, ngài nguyện 48 lời nguyện, tức là I commit, phát nguyện cho làm 48 cái điều này, để làm gì? Để xây dựng một cõi tịnh độ, một cõi cực lạc, để cho bà con cô bác tới ngồi chơi trên hoa sen. Nhưng quý vị quên mất một điều, no free meal. Ai muốn tới cõi này đó là phải làm cái gì có điều kiện mới vô được, chứ không phải là chúng sinh mà cầu xin không là vô không được, có hiểu không? Phật A Di Đà là nguyện làm tôi xây dựng một cái cõi đó thiệt là đẹp, như là hotel 5 sao hay là 15 sao, ai vô cũng được hết á, ai muốn vô thì vô. Nhưng quý vị biết không, hotel 5 sao đó mà ít tiền như mình dám vô không? Như hotel ở trên New York không phải 5 sao, nhiều sao hơn nữa đó. Chắc, nhưng mà nhớ đừng có tới ngàn sao nha. Hotel ngàn sao là nguy hiểm lắm. Hotel 5 sao là ngủ ngoài vườn đó. Nằm ở đó nhìn lên là có ngàn ngôi sao ở trên. Khi mà quý vị vào một cái hotel mà nó deluxe, nó sang trọng đó, thì quý vị biết là gì không? Mất tiền thì mình là hao tài rồi. Nhưng mà mấy ông tỷ phú có sợ không? Không, họ thích vô mấy khu đó. Còn mình còn lựa gì? Lựa motel vô. Motel.
Motel 6 hả? Motel 8. Phải không? Tại sao? Tại cái túi phước của mình nó ít quá mà mấy ông tỷ phú như Bill Gates hay là Warren Buffett hay là Steve Jobs chết rồi đó. Mấy tỷ phú đó là khi họ đi đó là họ phải đi tương ứng cái phước của họ. Họ có vô motel giống mình không? Không, mình không gặp họ trong đó. Hotel một ngày mấy ngàn đô họ coi như thường vô, nó thật là sang trọng. Thì cái cõi cực lạc đó, nó giống như là cái hotel 15 sao. Quý vị muốn vô được, nhưng mà quý vị phải có phước. Mà không có phước thì 50%, ít nhất là 50% phước đặt vô. Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện. Nguyện là làm cho chúng sinh chứ không cầu chúng sinh làm cho mình. Quan Bồ Tát có 12 lời nguyện. Những lời nguyện đó là những lời cứu khổ chúng sinh, chứ không cần ai cứu khổ mình. Còn chúng sinh thì cần người khác cứu mình. Và đến khi tới phiên mình cầu, người ta cầu cứu thì mình lơ đi, nói tôi bận lắm. Mắc kẹt cuối tuần này đi đám cưới. Cuối tuần này đi đám hỏi, cuối tuần này đi họp. Nhưng mà đến khi mình cần đó thì mình cầu cứu người ta, năn nỉ người ta, có người thấy không? Rồi đến Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì Ngài cũng 10 lời nguyện. Nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát thì nó nhiều quá, nhiều đủ thứ, nó bao hết. Nói chung là nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là cái nguyện tu hành để mà tự độ đầu thai. Giờ chúng ta sẽ sang tới cái phần những cách cầu nguyện. Những cách cầu nguyện. Thì ở đây đó thì sơ sơ 4 cách ăn chơi thôi. Không thiệt thế tùy quý vị. Thì thường nó cầu nguyện nó có cái gọi là khấn nguyện. Khấn có gì khấn không? Cầm nhang lên là vái. Khấn nguyện hay vái cũng được. Khấn nguyện là gì? Là chỉ có van vái, cầu xin. Van vái cầu xin. Khấn nguyện thì quý vị biết rồi, cái này là thường thường khi thầy nhất là tới những cái chùa mà người Trung Hoa đó, người Trung Hoa họ hay khấn nguyện van vái cầu xin lắm. Như là bên chùa bên Pháp vậy, mỗi lần họ tới đó, họ cầu xin đó, thì họ thắp nguyên bó nhang luôn quý vị, chứ không có thắp 1, 2, 3 cây nhang đâu. Thắp nguyên bó để cho nó linh hơn, tại vì thắp nhang nhiều họ nghĩ thắp nhang nhiều quá thì khói nó bay tùm lum hết, thì nhiều ông Phật, nhiều Bồ Tát người thấy. Còn thắp vào cây đó có một ông người thấy rồi, không bảo đảm ông giúp. Thắp thì là nhiều thì nhiều ông giúp hơn. Thì mỗi lần mà họ thắp nhang vậy xong, họ khấn xong đó, là mấy sư cô lén lén đi sau nhấc ra cái dí vô nước đem ra ngoài để cho nó chóng nhá. Thắp nguyên bó không quý vị? Đó là khấn nguyện. Thứ hai là chú nguyện. Chú nguyện. Chú nguyện là gì? Chú là chăm chú, định tâm, phát ra những cái ý tưởng. Và đúng là những ý tưởng lành hướng về cái đối tượng. Đây là những cái mà bên quý thầy bên Nam Tông hay làm. Thì quý vị cúng dường cho các ngài xong á, thời xưa cúng dường bữa ăn hay là gì đó đi khất thực, thì cúng dường xong thì các ngài đứng lại chú nguyện. Xin hồi hướng công đức cúng dường của gia chủ, cầu cho gia chủ này được mạnh khỏe, bình an, giàu sang, cái gì đó. Tức là ngài định tâm gom tất cả cái tư tưởng lành đó chuyển lại cho cái người đó, chú nguyện. Mình cũng có thể chú nguyện cho cái ly nước. Quý vị thấy thì quý thầy làm bát ấn, là mỗi lần mà ăn, quý vị có thấy trong chùa mà thọ bát xong rồi cái thầy chú nguyện đó, đọc cho đại bàng kim sĩ điểu đó, đọc thần chú xong rồi chú bỏ nó vô đó, cho nó dùng này 40 cái, búng cho nó vô, búng vô cái ly nước, xong rồi kêu chú tiểu đem ra để ngoài á, cho đại bàng kim sĩ điểu tới ăn 7 hột gạo. Nhớ 7 hột đó nha, này nó đùa chứ đâu ai đếm được. Bỏ vô, cái đó là chú nguyện, chăm chú cho nó vô, đó, chú nguyện bỏ nó vô. Rồi kế tiếp nữa đó là
cái khấn nguyện chú nguyện rồi, kế tiếp là cầu nguyện lớn tiếng, hay là nói cách khác là cầu nguyện tập thể. Là khi mà quý vị cầu an cầu siêu, quý vị tới, quý vị tụng kinh, rồi quý vị đem hết tất cả các lời kinh đó hồi hướng, đó là tụng kinh cầu nguyện. Đó là một cách cầu nguyện tập thể. Rồi cách kế tiếp nữa là sau cùng đó là cầu nguyện thầm. Không có ai biết hết. Cầu nguyện thầm. Mà muốn cầu nguyện thầm đó, không phải ngồi nói không. Mình phải ngồi thiền, tĩnh tâm cho tâm mình lắng xuống. Xong rồi mình mới khởi cái lời nguyện đó, lời cầu nguyện đó. Khi mình mà tâm mình nó không lắng đó, mình cầu nguyện không thành. Có gì không? Cho nên khi mà mình làm một cái gì đó đối với Đạo Phật đó, là phải có cái sự chí tâm. Chí tâm thành tâm cầu nguyện hay chí tâm đảnh lễ. Tức là cái tâm của mình nó phải lắng xuống. Thì mình gửi cái message đó nó đi lên trên pháp giới được. Này lấy cái thí dụ cho quý vị. Khi quý vị có nghe radio không? Radio á. Mà quý vị đứng gần chỗ nào nó có làn sóng nhiều quá, nó lung tung hết, bao nhiêu người cầm cell phone hết đứng gần cái radio của mình, nó với cái làn sóng đó. Nó parasite nó va chạm đó. Mình bắt hoài không được, nó bị cái rè ngoài. Mình bắt mấy người mà cell phone đi ra chỗ khác, tắt hết cell phone đi. Để những làn sóng kia nó đừng có nhào vô. Quý vị có biết không? Quý vị nào về nghe radio đó, mở radio lên, người kế bên đồng cầm cái cell phone đứng nói chuyện gì đó, thì những cái làn sóng nó ụp vô, nó làm nhòa cái, phá cái làn sóng kia cho mình nghe không được. Thì khi mà tâm mình đang buồn, giận, phiền não, lung tung hết, mình cầu nguyện á, thì cái tiếng cầu nguyện của mình nó không có thoát ra khỏi cái vùng mây mà ồn ào đó, thì nó không có lên nổi, nó không có access nổi cái cõi của chư Phật Bồ Tát. Cho nên ở đây cũng vậy nè, quý vị nghe thầy đang giảng nè, quý vị mới ngồi im hết, quý vị nghe thấy giọng thầy thôi. Bây giờ cả đám này người nào cũng ngồi hót hát rồi nói chuyện cũng dùng hết. Thầy nói hồi cái tiếng thầy tự nhiên quý vị không nghe được nữa. Không vậy không? Nên khi cái lời cầu nguyện của mình đó mà muốn đi lên trên cõi trên đó, để mà nó cảm ứng, nó siêu việt cái thế giới loài người đó, thì tâm của mình phải lắng xuống. Rồi mình khởi cái lời cầu nguyện đó, cái lời cầu nguyện đó nó mới đi lên được, nó thoát ra khỏi cái vùng, nó mới lên trên được cõi của chư Phật Bồ Tát, sang một cái trình độ tâm thức khác. Có hiểu không? Đó. Cho nên chính như vậy, cho nên tại sao có những cái điều mình cầu nguyện không thành, cái mình tới mình nhờ ông thầy đó cầu nguyện dùm. Thầy nói được rồi, thầy cầu cho, ngồi xuống định tâm 5 phút, làm bẩm cái xong tâm thầy nó lắng rồi, send cái message cho đi là đi liền. Còn mình nó trời ơi, mình nào là lo chồng lo vợ lo công việc lo đủ thứ chuyện hết, mà cầu nguyện thì những cái tư tưởng của mình nó lăn tăn nó biến mất, nó không có đủ focus, không có đủ mạnh để mà nó đi lên. Có hiểu không? Đó. Cũng một câu thần chú đó mình đọc umbala nó không thành, mà nhờ mấy thầy Tây Tạng tụng umbala cái thành liền. Tại sao? Tại cái khi mà các ngài chỉ chú tâm nó lắng, còn mình chỉ chú tâm mình nó loạn, không có ra. Đó là những cách cầu nguyện. Rồi chúng ta đi tiếp không? Cầu nguyện cho nhiều thứ quá nhỉ. Thầy Chí Siêu ông bày ra nhiều thứ quá, rồi cầu nguyện chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho con mạnh khỏe là xong rồi, sao thầy xong rồi phân tách nhiều quá vậy nữa. Thầy phân tách ngồi thấy cầu nguyện của thầy rắc rối quá, phải không? Thầy nói hồi cái ai nấy nản hết muốn cầu nguyện. Thầy không nói thì trước giờ thấy cầu nguyện dễ quá, mà giờ đi nghe thầy Chí Siêu giảng cầu nguyện xong về thấy khó quá, trời cái này có bộ khó ăn quá. Quý đừng lo, tí nữa đúng 12 giờ sẽ có ăn. Giờ mình sang những điều cầu nguyện. Hồi nãy là cách cầu nguyện, giờ những điều cầu nguyện. Cầu gì? Cầu an, cầu siêu, cầu trẻ, cầu đẹp, cầu giàu, cầu hạnh phúc. Bây giờ thầy nói về cái kinh Thánh Cầu. Thánh Cầu. Kinh Thánh Cầu là kinh thứ 26 của kinh Trung Bộ. Trung Bộ Kinh.
Quý vị nào muốn biết những cái này đó thì quý vị lên website của thầy, thầy giảng cái kinh Trung Bộ đó. Trong đó là có rất nhiều kinh, thì trong đó có kinh Thánh Cầu. Thì trong đó Đức Phật nói là có hai loại cầu Đức Phật dạy cho các đệ tử, các tỳ kheo. Đức Phật dạy có hai loại cầu, hai loại cầu xin. Một loại là Thánh Cầu và một loại là Phi Thánh Cầu. Giờ nói Phi Thánh Cầu trước. Phi là không phải. Phi Thánh Cầu tức là sự cầu không phải thích hợp với các bậc thánh. Phi Thánh Cầu là cái gì? Trong kinh thì nói kinh trước, cái cách nói một kinh trước. Phi Thánh Cầu là gì? Là cầu những cái sinh già bệnh chết, sầu ưu khổ não nhiễm ô. Đó là Phi Thánh Cầu. Còn Thánh Cầu là gì? Là cầu thoát ly sinh tử. Trong kinh thì nói vậy thôi. Lặp lại nha. Phi Thánh Cầu là cầu những cái sinh già bệnh chết, sầu ưu khổ não ô nhiễm. Còn Thánh Cầu là gì? Là cầu những cái không sinh già bệnh chết, sầu ưu khổ não nhiễm ô. Thế thì tóm lại đơn giản là Thánh Cầu là cầu thoát ly sinh tử. Nói vậy cũng chưa có rõ lắm. Giờ thầy dịch lại theo cái tiếng con người cho quý vị. Dịch lại tiếng con người, tiếng bình dân. Phi Thánh Cầu là gì? Là cầu những cái tầm thường của thế gian. Vậy thôi. Tầm thường thế gian là gì? Là những đó, cái đó thuộc về vật chất của thế gian. Nó hữu hình thì hữu hoại. Thì đó là gì? Là những cái chúng ta đa số thường cầu. Đó là gì? Cầu khỏe mạnh, cầu sống lâu, cầu giàu sang, cầu đẹp đẽ, cầu hạnh phúc. Thường là mấy cái đó. Cầu cho khỏe, không có bệnh. Không có bệnh để đi chơi, đi cruise, đi nghỉ hè, đi đám cưới. Sống lâu để chi? Để trông con, trông chắt, trông chít. Chết mà không thấy nó. Cầu giàu sang có tiền đi xài bậy. Cầu hạnh phúc. Hạnh phúc đấy, hạnh phúc là gì? Cầu tìm được người nào yêu thương mình. Không bao giờ ly dị bỏ bê mình. Đa số mình cầu những cái đó. Và những cái, đối những cái đó, đó Phật gọi là phi thánh cầu, những cái cầu thuộc về thế gian. Là Thánh Cầu là gì? Là cái Phật nói đó, là những cái không sinh già bệnh chết. Giờ thầy phải dịch lại đơn giản. Là cầu những cái điều cao thượng, xuất trần. Cầu những cái gì nó siêu việt khỏi cái thế giới loài người này. Con người này quý vị thấy chỉ có cầu bao nhiêu đó thôi. Cầu toàn những cái mà sức khỏe, là sống lâu, hạnh phúc, toàn là những cái thuộc về vật chất thế gian thôi. Và vật chất thế gian thì nó phải vô thường và hoại diệt, và khi nó mất nó sẽ hoại diệt thêm mấy đau khổ. Giờ Thánh Cầu là cầu những điều cao thượng xuất trần. Cầu cái gì? Trước hết là phải cầu trí huệ. Phải cầu trí huệ. Trí huệ. Vì có trí huệ là mình mới hiểu được tại sao mình đau khổ phiền não. Cầu trí huệ là vì làm sao? Tức là bắt đầu đó mình phải tập tìm hiểu tại sao mình sinh ra đời này. Sinh ra đời này để làm cái gì? Trí huệ đầu tiên quý vị chỉ cần như vậy thôi. Cầu trí huệ là tìm cách tìm hiểu tại sao mình sinh ra đời này. Nhưng tự nhiên giờ ngồi ở đây chơi vậy đó. Rồi tại sao mình lấy chồng, lấy vợ, đi làm, rồi đau khổ, phiền não, đủ thứ hết. Mà sao mình khổ dữ vậy nè? Đó, tìm hiểu những cái đó. Tìm hiểu tại sao ta đau khổ. Đau khổ vì gì? Vì vợ, chồng, con cái, của cải, vật chất. Và kế tiếp nữa thì tìm hiểu tại sao, làm gì để mình hết khổ này, để thoát khỏi cái sinh tử này. Thì chỉ đặt những câu hỏi đó thôi, từ từ nó sẽ, những câu hỏi nó sẽ dẫn mình đi tìm câu trả lời.
Và cái sự đi tìm câu trả lời đó chính là nó dẫn mình đi tìm trí huệ. Phải vậy không? Đức Phật cũng vậy, Đức Phật bắt đầu vậy thôi quý vị. Đức Phật, ủa là sao? Tìm hiểu ủa tại sao mà con người lại sinh già bệnh chết vậy? Thì mình có sinh già bệnh chết không? Có, được chưa, nhờ sao? Hỏi vua cha cách nào trả lời không? Vua Tịnh Phạm trả lời không được thì Đức Phật làm gì? Phải mình đi tìm lấy, đi tìm cũng vậy, đi học hết các thầy, các đạo sư, mấy ông đạo sư trả lời không được, cuối cùng cũng làm gì? Tự mình ngồi xuống gốc cây Bồ Đề tìm lấy, và cuối cùng tìm ra thì giác ngộ thành Phật. Nên quý vị ở đây, quý vị muốn tìm giác ngộ, tìm trí huệ đó, bằng cách chỉ đặt mấy câu hỏi đơn giản vậy thôi. Tại sao mình bệnh vậy? Tại sao nó không bệnh? Và con có bác sao mạnh quá, đi ăn chơi không? Mình bệnh nó nằm nhà. Cứ bảy nhật ta đi chơi mình nằm nhà khổ quá. Tại sao mình bệnh vậy? Tìm hiểu những cái đó. Chúng ta tạm dừng ở đây tới giờ để cho cử tới 11 giờ rưỡi là hết. Nên chúng ta tạm dừng ở đây rồi chiều nay 4 giờ rưỡi phải không? Quý vị 4 rưỡi ha? 4 rưỡi thầy sẽ tiếp tục phần 2. Tiếp tục phần 2 để trả lời cho quý vị. Ngoài ra nếu ai có những câu hỏi gì đó thì quý vị sửa soạn trước để trong giấy. Bây giờ khi thầy chiều nay sau thầy sẽ giảng nhanh hơn chút để cho quý vị có thời giờ để trả lời câu hỏi cho quý vị. Rồi thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem tâm đến Đệ tử và chúng sanh.